Trong suốt quãng đời đi học, đôi ba lần ai cũng sẽ trải qua cảm giác kinh khủng khiếp khi không làm được bài thi. Nhiều người chọn cách quay cóp, người lại chọn cách nhờ sự cứu trợ của bạn bè xung quanh, có kẻ lại để giấy trắng ra về. Tuy nhiên cũng có những người đã sáng tạo câu trả lời của mình với hy vọng giáo viên cho một chút điểm chống liệt. Mới đây trang GCD đã liệt kê những câu trả lời bá đạo của hội học trò trong những kỳ thi, điều đáng nói những câu trả lời này không giống ai, thậm chí giáo viên đọc vào cũng được một trận cười nghiêng ngả vì học trò của mình quá hài hước. Đứa trẻ này chắc chắn sẽ ổn thôi. Ba từ mô tả đúng nhất về bản thân tôi. Có phần hơi sai trái nhưng đây vẫn là một câu trả lời hay ho. Bảo người ta quen vào số nhỏ nhất thì người ta quen rồi còn gì. Điền hoặc vào ô trống. Sở ngay trong hình rồi, quá đơn giản. Tại vì anh quý hay nói chuyện phím và anh quá mập nên mình không thích đi bơi cùng, nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Còn đứa trẻ này lại quan tâm đến sinh lý hơn là toán học. Cô không lừa em được đâu à. Con gấu ăn mất câu hỏi của em rồi.